anh em đã là bên đây đại nguyên và cái for you cái lệnh tiếp theo trong chuỗi series lệnh trong AutoCAD mình sẽ giới thiệu với anh em trong cái video ngày hôm nay đó là lệnh art lệnh dùng để vẽ cung tròn thì hôm trước mình đã giới thiệu cho anh em là lệnh circle rồi thì hôm nay là lệnh dùng để vẽ cung tròn thì à, cái bố cục trong video ngày hôm nay cũng giống như là những cái video trước mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cách thực hiện để vẽ ra một cái cung tròn có những cái sự lựa chọn nào và sau đó mình sẽ đưa đến cho anh em một số cái bài tập cuối sau đó nữa là mình sẽ đưa đến anh em một số cái lưu ý trả lời một số thắc mắc mà anh em đã gửi đến cho mình thì chúng ta có nên dùng cái lệnh art để vẽ cung tròn hay không hay là chúng ta có cách nào mà chúng ta vẽ nhanh mà chúng ta không sử dụng cái lệnh art này thì trong video ngày hôm nay mình sẽ nói luôn ok thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like, subscribe và share video này đến tất cả nhà anh em khác. Ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. Hôm trước mình đã giới thiệu với anh em về cái cách thực hiện cái lệnh circle rồi, là lệnh dùng để vẽ đường tròn. thì đây, thì mình quay lại một cái ví dụ hôm trước. đó là sau khi mà chúng ta đã vẽ ra những cái đường tròn nó tiếp tuyến và nó có một cái bán kính nhất định và sau đó chúng ta trim, chúng ta cắt bỏ đi những cái phần thừa thì cái đường tròn đó nó sẽ trở thành một cái cung tròn. À anh em hiểu một cái đơn giản đó là cái cung tròn là một cái đường tròn mà nó không được liền, nó không được liền nó bị ngắt quãng một cái đoạn nào đó. Ví dụ ở đây. Đây, mình cắt ra này thì sau khi mà anh em trim mất đi cái hình tròn phía bên này nè. Đây, thì cái đường này, cái đường này cái đơn này nè cái đơn mình đang tô là nó đã trở thành một cái cung tròn thì để chứng minh cho điều đó thì chúng ta sẽ vào lại trong cái phần mềm autocad thì hôm trước mình đã vẽ cho anh em rồi đúng không thì đây à, sau khi mà anh em chim ở đây là một cái ban đầu mình đã vẽ một cái cung tròn một cái đường tròn đây một cái đường tròn như thế này và sau đó chúng ta cắt chúng ta chim các kiểu và nó chỉ còn lại như thế này thôi thì nó sẽ trở thành một cái cung tròn à mà nó sẽ trở thành một cái cung tròn thì đó là mình sẽ nói thêm với anh em thì thay vì chúng ta vẽ một cái đường tròn như thế này và sau đó chúng ta trim thì cái lệnh art này nó sẽ giúp cho anh em vẽ ra được cái cung tròn như thế này luôn chúng ta không cần phải đi trim không cần phải đi cắt thì đó là cái chức năng của cái cung tròn, à, anh em có thể thấy cái cung tròn này xuất hiện rất là nhiều. nhưng mà chúng ta có nên vẽ như thế này hay không? thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp với anh em. thì cho đây mình đã chuẩn bị cho anh em một số cái bài tập, à một số cái hình khá là đơn giản thôi về việc để anh em áp dụng cái lệnh vẽ cái cung tròn vào. thì ở đây anh em có thể thấy, đây là một cái cung tròn này. đây anh em có thể chú ý theo cái con chuột của mình. ở đây mình xin cắt nó ra ha, cắt nó ra để cho anh em tiện theo dõi nè. rồi cái đây, không lớn lên rồi cái này là một cái cung tròn nè đó một cái cung tròn tiếp tục như thế này và cái đây vẫn là một cái cung tròn thì anh em có thể thấy khi mà mình nói nó lại thì có phải nó là một cái đường tròn hay không à nó có phải là một cái đường tròn hay không thì nó là một cái đường tròn mình chỉ cắt chim làm sao cho cái hình tròn đó nó không còn được liền mạch nữa thì lúc đó nó sẽ thành một cái cung tròn thì đây tương tự thì ở đây anh em có thể thấy đây là một cái cung tròn nó có tâm ở đâu? Nó có tâm là ở một cái góc của cái hình vuông 100 x 100, đúng không? Rồi, cái đây vẫn là một cái cung tròn, đúng không? À, rất là nhiều, à, rất là nhiều. Thì cái đây là một số hình ảnh, thì lát mình sẽ lấy một số hình tiêu biểu để vẽ, hướng dẫn anh em vẽ cách thực hiện cái lệnh Circle này. Rồi, chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết của video ngày hôm nay, đó là lệnh Arch. Thì để thực hiện cái đẹp Art thì như những cái video trước chúng ta sẽ có những cái cách như sau Cách đầu tiên đó là anh em vào cho mình cái thẻ là Draw và vào trong cái mục đó là Art Và trong cái mục này anh em có thể thấy có rất nhiều cái vẽ thì anh em có thể đếm đâu đó khoảng 11 cách vẽ à mười một cách vẽ nhưng mà thực chất anh em ạ à, à thực chất nó chỉ có đâu đó khoảng 6 đến 7 cách vẽ thôi nó lặp đi lặp lại à, anh em chỉ việc đó là nắm vững những cái cách vẽ cơ bản và sau đó nó sẽ dựa trên những cái cách vẽ đó mà anh em triển khai những cái cách vẽ khác thôi à nó rất là đơn giản anh em đừng có quan tâm à thấy nó gớm quá đúng không rồi cách thứ hai đó là chúng ta sẽ vào trong cái thẻ hôm của cái thanh ribbon và tìm đến cái một add đây sổ xuống thì nó sẽ có những cái sự lựa chọn như thế này. À rất là nhiều, cũng là 11 cách. Rồi, cách phổ biến và thông thường anh em nên áp dụng đó là chúng ta sẽ thực hiện nhập thẳng lệnh từ bàn phím vào luôn. Đó là chúng ta sẽ nhấn là ARC ở đây, đây, ARC thì nó ký hiệu đó là ba cái điểm. À ba cái điểm. Anh em kích vào này thì sau khi mà anh em kích vào rồi thì nó sẽ hỏi anh em là uh, trên này nó sẽ hỏi là specify Star point of, uh, of at À thì anh em đừng quan tâm đó ha rồi chúng ta thoát ra đi à, chúng ta vào lại trong cái thẻ này để anh em dễ hình dung nè mặc định ở lúc mà anh em nhập lệnh mà anh em không chọn những cái sự lựa chọn nào khác thì nó sẽ hiểu là vẽ một cái cung tròn đi qua ba điểm thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện lệnh lại là nhẫn arc enter và kết quả điểm bắt đầu kết quả điểm thứ hai và kết quả điểm thứ ba thì nó sẽ tự động kết thúc cái lệnh này à, nó sẽ tự động kết thúc cái lệnh này thì để anh em có một cái hình dung về các cách vẽ cái lệnh à trong phần mềm AutoCAD thì ở đây mình đã chuẩn bị cho anh em một cái bảng như thế này để anh em hình dung thì rõ ràng à chúng ta sẽ có 11 cách à 11 cách mình sẽ đi qua chi tiết từng cách luôn thì thật ra 11 cách này nó đâu đi quanh lại nó chỉ có 6 đến 7 cách thôi những cái cách còn lại nó lặp đi lặp lại à, nó lặp đi lặp lại những cái cách trước nhưng mà cái cách thao tác nó sẽ khác đi một chút đó là thứ tự chọn điểm thôi rồi À, quay trở lại phần mềm AutoCAD thì để vẽ ra một cái cung tròn thì anh em phải xác định được ba yếu tố. cái vào này anh em có thể thấy. À cái cách cuối cùng thì anh em à, lúc lát cuối mình sẽ hướng dẫn nhưng mà từ cái cách thứ 10 trở lên nè thì anh em sẽ xác định được ba yếu tố thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết ngay bây giờ luôn. Rồi cái cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn đi qua ba điểm, ba à, point thì anh em có thể À, tìm đến cái thanh home và tìm đến cái mục art và chọn vẽ đi qua ba điểm Nhưng mà thật sự nó rất là tốn thời gian của anh em Nên vì thế à, chúng ta sẽ thực hiện bằng cách là nhập lệnh luôn à, Không phải đi lên như thế này Rồi à, để vẽ một cái cung tròn đi qua ba điểm thì anh em hãy chuẩn bị cho mình một ba cái điểm như thế này Chúng ta sẽ gọi lại là PO để vẽ một cái point Cấp vào này, cấp vào này và cấp à, vào này Rồi chúng ta sẽ gọi là ARC Enter cúp vào điểm đầu tiên à nó hỏi anh em đó là specify Start boy rồi chúng ta cúp vào cái điểm đầu tiên tiếp tục second boy điểm thứ hai và à, end boy là điểm kết thúc cấp vào này thì đây là một cái cung tròn vừa mới được vẽ ra cung tròn này nó sẽ đi qua ba điểm điểm đây là cái điểm đầu tiên là cái điểm bắt đầu, điểm thứ hai là điểm thứ là điểm scan và điểm thứ ba là điểm kết thúc. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà anh em vẽ cái một cái cung tròn nó khá là đơn giản thôi, nó không có điều gì phức tạp hết, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đi qua cách vẽ thứ hai đó là chúng ta sẽ vẽ cung tròn có điểm bắt đầu, có tâm và điểm kết thúc. À đây, chúng ta sẽ qua này. Start, uh, center và end chúng ta sẽ không thực hiện bằng cách là chúng ta sẽ cái cứ chọn vào này như thế anh em có thể nhập lệnh và chúng ta sẽ tùy chỉnh rồi chúng ta sẽ bắt đầu vẽ cái trường hợp thứ hai đó là vẽ cung tròn có điểm bắt đầu tâm và điểm kết thúc chúng ta sẽ nhấn ARC Enter rồi à, Star Boy thì nó đã mặc định Star cho anh em rồi chúng ta chỉ việc là cứ vào một điểm rồi thứ hai anh em muốn nhập cho nó một cái tâm à, thì ở đây ở phía dưới cái thanh comment line á, nó sẽ có hai sự lựa chọn cho anh em đó là center and thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái chế độ là center để vẽ cho nó một cái tâm xác định cho nó cái điểm tiếp theo là cái tâm của cái cung tròn này chúng ta nhấn chữ c enter và kích vào cái điểm thứ hai làm cho nó cái điểm này là cái tâm của cái cung tròn rồi cái điểm tiếp theo đó là điểm kết thúc thì ở đây anh em đừng có quan tâm những cái sự lựa chọn thế này chúng ta sẽ đi lần lượt nó sẽ tương ứng với những cái trường hợp tiếp theo đó rồi à nếu mà chúng ta không chọn gì hết thì nó sẽ mặc định đó là cái điểm vẽ tiếp theo là cái điểm kết thúc rồi chúng ta cúp vào thì này là vẽ ra một cái cung tròn và cái cung tròn này nó sẽ có điểm bắt đầu tâm và điểm kết thúc anh em hiểu không rồi đây là cái trường hợp vẽ thứ hai rồi sáng nay mình xin nói với anh em một chút đó là cái hướng của cái cung tròn này rồi chúng ta thực hiện lệnh lại gõ C enter kết vào điểm đầu tiên nhấn chữ C để chọn cho nó một cái tâm Enter và kết vào điểm kết thúc kết vào này thì cái cung tròn này nó sẽ quay đầu tiên nếu mà anh em để cái mặc định như thế này nè thì nó sẽ quay cùng với à, ngược kim đồng hồ anh em thấy không đây chúng ta sẽ rơ con chuột theo thì nó sẽ quay ngược kim đồng hồ anh em muốn nó ngược lại thì chúng ta sẽ nhấn cần tròn à, cần tròn thì cái chiều nó sẽ cái cái chiều nó sẽ đi ngược lại cho anh em đó anh em nhấn giữ cần tròn nha nhấn giữ nha chứ không phải là nhấn cái rồi thả ra rồi anh em thả ra thì nó sẽ quay về cái hướng mặc định cùng ngược với kim đồng hồ là chiều dương. Anh em muốn nó ngược lại thì chúng ta sẽ đè phím control đó đó rồi sau đó chúng ta cất vào điểm tiếp theo làm cho nó điểm kết thúc. Điểm này là điểm bắt đầu nè, điểm này là điểm tâm và điểm này là điểm kết thúc. Rồi chúng ta sẽ đi qua cái cách vẽ tiếp theo đó là mình sẽ đi theo thứ tự như thế này. Chúng ta sẽ vẽ cung tròn có điểm bắt đầu tâm và cái góc cái góc ở đây anh em phân biệt một chút đó là góc ở tâm. À góc ở tâm thì chúng ta sẽ quay trở lại cái hình mà mình đã chuẩn bị cho anh em, mình sẽ phân tích một chút để anh em hiểu. Rồi, chúng ta sẽ cắt nhỏ nó ra đi. Hình này là hình số 3 và cái cách vẽ là tương ứng với cách vẽ thứ ba Cái hình cung tròn này anh em có thể thấy nó sẽ có điểm bắt đầu và sẽ có một cái điểm tâm và nó cái cung tròn này nó sẽ giao với cái điểm tâm một cái góc đó là góc bất kỳ anh em muốn nhập như vậy cũng được. đây, ở đây ở đây mình đã vẽ cho anh em là cái góc 35 độ. đây giả sử trong một số trường hợp mà anh em muốn vẽ một cái cung tròn có điểm bắt đầu, điểm tâm và một cái góc so với cái điểm tâm là 35 độ thì anh em sẽ vẽ như thế nào? rồi chúng ta sẽ đi vào cách thực hành. chúng ta sẽ nhập lệnh là arc. thì anh em có thể thực hiện bằng cách là chọn trên này cũng được nhưng mà mình nghĩ là anh em nên thực hiện cái cách này cho nó quen ha chúng ta sẽ nhập là ARC Enter và chúng ta sẽ nhập cho nó một cái điểm đầu à, kích vào mặt đỉnh là cái điểm đầu đúng không rồi chúng ta sẽ kích vào à, sau đó nó sẽ hỏi anh em là scan point chúng ta sẽ nhấn cho nó là chữ C để xác định cho nó một cái tâm của cái cung tròn này Enter à, sau khi mà nhấn Enter rồi chúng ta sẽ tiến hành kích điểm và sau khi mà chúng ta kích điểm nó sẽ hỏi anh em dưới này có rất nhiều sự lựa chọn này ha rồi mình sẽ phân tích một chút đó là how control to switch direction có nghĩa là giữ phím control để định cho nó cái hướng của cái cúng tròn này là hồi nãy mới đã nói rồi cái sự lựa chọn tiếp theo nó sẽ có hai ý đầu tiên đó là angle hoặc là short thì anh em muốn xác định cho nó một cái góc so với hợp với một cái tâm thì chúng ta sẽ nhấn chữ A là angle A à, chúng ta nhấn enter ha mình làm hơi nhanh rồi đúng không chúng ta sẽ thực hiện lại ARC enter kích điểm bắt đầu rồi, sau đó nhấn chữ C để chọn cho nó một cái tâm, Enter, kích cho nó một cái điểm để làm cho nó một cái tâm, kích vào và sau khi mà anh em kích vào, anh em muốn xác định cái góc hợp bởi cái tâm so với cái cung tròn này thì chúng ta sẽ nhấn chữ A để xác định góc, Enter và anh em muốn cái góc nó là bao nhiêu? Giả sử ở đây là 45 độ thì chúng ta sẽ nhập 45 độ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ nhập là 45 độ, Enter thì à, anh em có thể thấy sau khi mà chúng ta vẽ và chúng ta sẽ vẽ như thế này để cho anh em hình dung nè rồi cái đường màu đỏ này là cho nó nét đất đi ha xin chờ đây rồi cái này là cái cung tròn này cái cung tròn của anh em nè và nó sẽ có cái gấp hợp bởi so với cái điểm tâm á là bao nhiêu là chúng ta sẽ đêm ra là biết thôi ha đêm ra angle cấp vào này cấp vào này và nó sẽ ra là 45 độ cho anh em ha à, rất đơn giản vẽ cung tròn thật sự rất là đơn giản anh em ạ à. thì sáng nay mình quay lại nói với anh em một chút về cái góc xoay thì trong cái video về hiểu rõ tọa độ trong phần mềm autocad mình đã uh, hướng dẫn anh em cách nhập tọa độ gấp rồi đúng không? Uh, đó là chúng ta sẽ nhập tọa độ cực và cái góc xoay này nè thì trong autocad nó sẽ mặc định khi mà anh em vẽ một cái đối tượng mà có cái góc xoay cùng với kim đồng hồ thì chúng ta sẽ nhập là âm và ngược lại ngược kim đồng hồ thì chúng ta sẽ nhập là dương đúng không giả sử ở đây cung tròn anh em không muốn vẽ nó hợp bởi cái góc là 45 độ theo cái chiêu này nữa mà anh em muốn nó hiện là 45 độ theo cái chiêu ngược lại như thế này nè thì chúng ta sẽ lên nhà làm như thế nào rồi ở đây mình sẽ làm một cái ví dụ này luôn để cho anh em hình dung tại vì là có một số anh em là không hiểu rõ về cái cách nhập góc trong phần mềm AutoCAD nó như thế nào rồi mua cái này lớn lên một chút đi rồi chúng ta sẽ thực hiện lại lại tương tự như trên thôi nhấn ARC ARC enter kết vào điểm bắt đầu nhập C để chọn cho nó một cái tâm à, C enter và click vào cái điểm làm cho nó một cái tâm rồi anh em muốn vẽ một cái cung tròn có góc ở tâm thì chúng ta sẽ nhấn chữ A đúng không rất đơn giản enter và sau khi mà anh em vẽ Enter rồi thì anh em muốn à, cái đường tròn này nó hợp với cái góc 45 độ theo phía ở dưới này nè. Thì chúng ta sẽ nhập là âm 45 độ Enter. Thì nó sẽ ra cho anh em cái cung tròn này có cái góc ở tâm là 45 độ. Đó. Rồi anh em đo thử đi thử nó có phải ra như vậy hay không. Anh em chú ý cho mình cái cung tròn nha. Rồi chúng ta sẽ đo góc. Rồi chắc tất nhiên là nó sẽ à, ra 45 độ Thì trong trường hợp này anh em không cần phải giữ phím Control Để nó à, quay về hướng như thế này Giả sử ở đây chúng ta xóa nó cái này đi à, Không phải xóa mà chúng ta đưa nó lên ha à, Rồi kéo cái hình này phía dưới một chút Chúng ta copy cái này ra đi Chúng ta sẽ nhấn là ARC Enter Cấp vào điểm bắt đầu Nhấn chữ C để chọn cho nó một cái tâm Cấp vào điểm tâm và chúng ta sẽ nhấn chữ A À, giả sử anh em à, à, nhấn cái phím control. Như thế này, nhấn cho nó phím control thì nó lại mặc định quay cái góc về phía dưới rồi đúng không? Anh em cùng với đó anh em nhập 45 độ nữa. Enter thì nó sẽ ra không đúng nha anh em. Nó sẽ ra cái chiều ngược lại của cái cung tròn này. À, trong trường hợp này anh em không cần phải giữ phím control gì hết mà anh em nhập đúng cái cách nhập góc trong phần mềm AutoCAD thì nó sẽ hiểu thôi rồi cái đó là cách vẽ thứ ba cách vẽ thứ tư đó là chúng ta sẽ vẽ cung tròn có điểm bắt đầu tâm và chiều dài dây cung à chiều dài dây cung nha anh em anh em phân biệt một chút cho mình chiều dài dây cung và chiều dài cung rồi à, thì lát mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vẽ một cái cung tròn có chiều dài dây cung bất kỳ luôn ở đây anh em phần dùng như thế này cái đường màu đỏ này nè là chiều dài dây cung và cái đường màu đen đây là chiều dài cung À, chiều dài cung chứ không phải là chiều dài dây cung nha anh em đây là chiều dài dây cung nè thì trong cái lệnh art chúng ta vẽ chỉ có cách là chúng ta sẽ nhập vào cái chiều dài dây cung à, chiều dài dây cung như thế này đó là cách vẽ thứ tư rồi đó là cách vẽ thứ tư đây cấp vào này và 1, 2, 3, 4 đây uh, star Central và Len là chiều dài dây cung Chứ không phải là chiều dài cung nha anh em Cái này gọi là chiều dài cung nè Và cái điểm này mình đang vẽ nè đây mình cho nó màu vàng màu xanh đi thì cái này được gọi là chiều dài dây cung rồi giả sử ở đây mình quay lại cái thế này à, chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn có chiều dài dây cung là à, 10 thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào chúng ta sẽ vẽ tiếp tục thôi à, xóa đi những cái này đi cho nó đơn giản ha rồi à, chúng ta sẽ tiếp tục nhập lại ở đây copy cái đường này xuống đây để cho anh em có một cái hình dung ha rồi, chúng ta sẽ nhập lệnh là ARC Enter Kích vào điểm bắt đầu Muốn chọn cho nó một cái tâm thì chúng ta sẽ nhấn chữ C Enter Kích vào một điểm làm tâm Kích vào Và Để sử dụng cái chức năng uh, Nhập chiều dài dây cung Thì chúng ta sẽ kích vào cái chỗ đó là short length Hoặc là anh em nhập thẳng cho mình cái chữ L tương ứng với cái chữ length chiều dài Enter và sau khi mà anh em nhập dây rồi thì anh em chỉ việc là nhập cho nó một cái chiều dài của dây cung thôi thì ở đây chúng ta vẽ một một cái cung tròn có chiều dài là 10 ml à, đơn vị là 10 ml thì chúng ta sẽ nhập là 10 enter thì nó sẽ ra như thế này và anh em có thể đo cho mình thử nó có phải ra đúng 10 ml không chúng ta sẽ đo theo một cái góc xuyên này nè à, chúng ta sẽ sử dụng đó là align Úp vào điểm này điểm này và nó sẽ ra đúng chiều dài bằng 10 cho anh em luôn đó rồi cái cách vẽ tiếp theo của cái loại uh, Hạch này đó là gì chúng ta sẽ quay lại ở đây là cái vẽ số 5 đó là chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn có điểm bắt đầu điểm kết thúc và cái góc hợp bởi hai cái điểm này là một cái góc bất kỳ ở đây là 90 độ giả sử vậy thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào rồi chúng ta sẽ vào lại AutoCAD và À, cái chỗ độ nó đó là star and và angle điểm bắt đầu điểm kết thúc và góc hợp bởi hai cái điểm này thì anh em có thể thấy không đây anh em có thể thấy rồi chúng ta sẽ thực hiện lại thì anh em có thể thấy như thế này phân tích một chút nè à, ở chợ phía chơi này chúng ta đã có điểm bắt đầu điểm tâm và góc hợp bởi của hai cái điểm này và phía dưới này nó chỉ đổi lại một chút đó là Thay vì cái điểm tâm thì chúng ta có một cái điểm cuối Cái nguyên tắc mà để anh em thực hiện lệnh đó Khá là đơn giản thôi Thay vì anh em nhấn chữ C Thì phía dưới này chúng ta sẽ nhấn chữ E à, Chúng ta sẽ thực hiện thẳng trên bàn phím luôn à, Rất là đơn giản Anh em chỉ cần hiểu cái cách nhập Và hiểu cái cách nó thao tác như thế nào Thì lúc mà chúng ta thực hiện lệnh Nó sẽ có tất cả luôn à, Chúng ta không cần phải lên phía trên này Để tạo cho anh em một cái thói quen đó là Chúng ta sẽ sử dụng hết tất cả những cái lệnh à, sử dụng tất cả những cái phím tắt cho nhanh ha rồi ở đây mình đã vẽ hai cái rồi đúng không rồi chúng ta sẽ copy như thế này đi copy xuống rồi chúng ta sẽ nhấn a r c enter chọn cho nó cái điểm bắt đầu cúp vòng này thứ hai đó là anh em hồi nãy anh em nhập central rồi đúng không giờ mình không nhập nữa mình nhập chữ e để chọn cho nó điểm kết thúc enter và cúp vào cái điểm này rồi sau khi mà anh em cúp vào rồi thì anh em có rõ ràng anh em có thể thấy phía dưới này nó vẫn có những cái sự lựa chọn nè. Ở đây chúng ta chọn chế độ là angle để à, xác định cái góc đúng không? Rồi anh em nhập cho mình cái chữ A. Enter. Thì sau khi mà anh em nhập A rồi thì nó sẽ à, có những cái sự lựa chọn mà cái góc hợp bởi á. Nó sẽ ra là bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta đang vẽ là 90 độ thì chúng ta sẽ nhập 90. Enter. Và cái góc đó là cái góc nào? Anh em hiểu không? Cái góc nó là cái góc nào? Chúng ta sẽ vẽ những cái đường như thế này nè đây đây cái phao này xóa cái đơn này đi và chúng ta sẽ đêm cái góc này nè tất nhiên là cái góc này là 90 độ rõ ràng luôn ha chúng ta sẽ đêm kêu là cái này cái vào này và cái góc này là 90 độ đây là điểm bắt đầu nè cái điểm này là điểm bắt đầu nè à điểm bắt đầu nè điểm kết thúc đó và cái góc hợp với hai cái điểm này là 90 độ rồi giả sử ở đây chúng ta vẽ một cái cung tròn vẫn có một cái góc nó lạ hơn một chút đi à, rồi chúng ta sẽ copy cái này ra cái này là giống như là một thì để cho anh em dễ hình dung thôi cho nó không có gì hết chúng ta sẽ nhấn ARC Enter cứt vào điểm bắt đầu điểm N E Enter à, vào điểm N và sau đó anh em muốn nhập cho nó một cái góc thì chúng ta sẽ nhấn là A Enter và anh em muốn anh em không muốn cho nó một cái góc là 90 độ nữa chúng ta sẽ nhập là 45 độ thôi Enter thì nó sẽ ra cái góc này là 45 độ cho anh em ha, cúp vào này. Cúp vào này. Cúp vào này. Đó anh em thấy không? Cái cung tròn nó sẽ ra rất là lớn như thế này. Rồi anh em sẽ tiến hành đêm Chúng ta sẽ nhập vào là Aquila. Cúp vào này, cúp vào này và cái góc này là 45 độ. Đó, cái kiểu vậy đó. Anh em hiểu không? Rồi, khá là đơn giản thôi. Đây là cách thứ năm và cái cách thứ sáu là sao? Cái cách thứ sáu đó là chúng ta sẽ vẽ cái cung tròn nó sẽ có điểm đầu điểm kết thúc và nó sẽ có một cái hướng này nè direction cái direction này là cái hướng tiếp tuyến của cái điểm đầu tiên so với cái cung tròn cái điểm từ cái điểm đầu tiên nè anh em muốn vẽ cho nó một cái hướng gấp bao nhiêu thì nó sẽ tạo ra một cái tiếp tuyến đó anh em hiểu không nhìn trên cái hình thì anh em chắc hiểu rồi đúng không rồi chúng ta sẽ thực hiện cái cách này như thế nào chúng ta sẽ thực hiện như sau à đây chúng ta sẽ nhấn là copy cái này xuống rồi chúng ta sẽ nhấn ARC Enter Kích vào điểm bắt đầu Cái này là gì? cho độ này là gì? Điểm bắt đầu Điểm kết thúc và hướng À và hướng Rồi điểm bắt đầu như thế này rồi Đây anh em nhớ anh em nhớ nha Cái điểm này là điểm bắt đầu nè Rồi cái điểm kết thúc Anh em nhấn chữ E Enter Kích vào cái điểm kết thúc Và anh em muốn Xây thêm một cái hướng đúng không? Thì ở dưới này À Direction Thì anh em chỉ việc nhấn chữ D vào thôi D Enter thì anh em bỏ cho độ bắt điểm đây Thì anh em có thể thấy Dùm lớn lên chỗ này nè Anh em có thể thấy cái đường vàng này nó sẽ tiếp tiến so với cái điểm bắt đầu của cái cung tròn Nè cái điểm này là cái điểm bắt đầu nè Anh em thấy không Rồi anh em muốn bao nhiêu độ à, Anh em muốn bao nhiêu độ Thì ở đây nó sẽ hỏi anh em nó là To and to direction to start point at Thì à, chúng ta sẽ nhập cho nó một cái góc là à, Giả sử ở đây là à, 45 độ đi Enter thì nó sẽ ra như thế này rất là lớn à rất là lớn thì ở đây anh em không muốn nó như vậy nữa chúng ta xóa nó đi chúng ta sẽ thực hiện lần lại chúng ta sẽ nhấn rc nè cướp vào điểm bắt đầu e để kết thúc cướp vào này và nhập d direction à cướp vào này đó anh em thấy không này cái hướng này à, cướp vào thì nó sẽ tạo ra một cái cung tròn nó sẽ tiếp tiến với cái hướng mà anh em chọn thì cái cách này thật sự là à, rất là ít dùng à, không những cái cách này thôi mà những cái cách phía trên này nè lúc mà mình vẽ rất là ít dùng thì lát mình sẽ nói cho anh em tại sao nó ít dùng ha rồi cái đó là cái cách thứ sáu để vẽ cái khung tròn à, direction khá là đơn giản thôi thì ở đây mình lấy một cái ví dụ khác đi giả à, sử nó tiếp tuyến một cái góc là 90 độ đi thì nó sẽ như thế nào ha copy copy qua chúng ta sẽ nhấn là ARC Enter, cấp vào điểm bắt đầu, nhấn E để chọn điểm kết thúc, Cấp vào này và à, anh em muốn chọn hướng thì chúng ta sẽ nhập D, Enter và chúng ta sẽ hướng thẳng lên thì đơn giản rồi, 90 độ, cái này là 90 độ luôn nè. 90 độ thì chúng ta sẽ nhập là 90, Enter thì nó ra một cái cung tròn như thế này. Đó, rất là đơn giản. Rồi, cái cách tiếp theo. Cách số 7, đó là chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn có điểm bắt đầu, điểm kết thúc và bán kính của cái cung tròn. À, bán kính của cái cung tròn giả sử ở đây chúng ta vẽ một cái cung tròn có bán kính là 10 mm thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào rồi tương tự đây là chính là star and và uh, radius đó anh em đừng quan tâm cái bảng này hết thực hiện lệnh bằng cách này luôn nè rồi chúng ta sẽ tiến hành thao tác nhập arc enter kích vào điểm bắt đầu và sau đó chúng ta sẽ nhấn chữ E để chọn cho nó một cái điểm kết thúc Enter chọn cho nó một cái điểm rồi sau đó chúng ta sẽ nhập R để tượng trưng là nhập cung tròn có điểm đầu điểm cuối và bán kính đây radius để em có thể thấy chúng ta sẽ nhập thẳng luôn là nhập R Enter và à, và chúng ta sẽ nhập cho nó một cái bán kính đó là 10 Enter thì nó sẽ ra cho anh em như thế này một cái cung tròn có điểm bắt đầu điểm kết thúc và cái bán kính anh em có thể đêm cho mình luôn ha chúng ta sẽ đem là radius này cấp này và nó sẽ ra cái cung tròn này có bán kính là 10 rồi anh em muốn vẽ hướng ngược lại thì làm tương tự thôi đúng không chúng ta sẽ nhấn control để chuyển cho nó một cái hướng ngược lại thôi ở đây chúng ta copy cái này ra đi để làm cho anh em cho anh em hình dung luôn nè rồi chúng ta sẽ nhấn là ARC Enter Kích cho nó một cái điểm bắt đầu Nhập E để chọn một cho nó một cái điểm kết thúc Rồi chọn điểm kết thúc Rồi anh em nhập R để chọn cho nó một cái bán kính Enter Và à, nhấn Ctrl để cho nó cái hướng ngược lại Và sau khi mà anh em nhấn á Anh em đừng có đụng con chuột nha Để cho nó cố định như thế này luôn Và chúng ta sẽ nhập là 10 Enter Thì nó sẽ ra cho anh em một cái cung tròn và nó sẽ có bán kính là bao nhiêu à, bán kính lại tất nhiên là 10 rồi đúng không cái phần này và đo tất nhiên là nó sẽ ra 10 thôi à, phần trên thì là cái phần ngược lại của cái phần mắt ở dưới này rồi cái đó là cái cách vẽ cung tròn có điểm bắt đầu điểm kết thúc và bán kính à, cái cách này chúng ta hay sử dụng nè trong cái lúc mà chúng ta vẽ cung tròn á mình chỉ thấy sử dụng cái cách này khá là nhiều tại vì là À, thay vì anh em sử dụng cái lệnh circle để vẽ ra những cái cung tròn tạm và sau đó anh em trim anh em cắt thì chúng ta sẽ nhập bằng cách này như thế này luôn à, không cần phải trim cắt ha để lát mình sẽ đưa ra một cái so sánh rồi cái cách vẽ tiếp theo cách vẽ tiếp theo là cách vẽ thứ 8 là điểm đầu đây vào này đi rồi bắt đầu nó bắt đầu nó lặp lại nè từ cái số 8 số 9 số 10 là nó sẽ lặp lại đâu nó sẽ lặp lại cách vẽ số 2 số 3 và số 4 đó nó không có khác gì hết và ba cái cách vẽ này đây ba cái cách vẽ này nè nó sẽ ngược lại ba cái cái vẽ này nó thứ tự nó chỉ việc đổi lại thôi cho nên em có thể thấy là star Central end điểm bắt đầu tâm và điểm kết thúc thì ở dưới này là tâm điểm bắt đầu và điểm kết thúc thì ở đây mình làm luôn để cho anh em nắm nè rồi cách số 7 à, cách số 8 đó là central star và end đúng không cách số 8 Central Star và End Rồi Chúng ta nhập bằng phím luôn à, Copy cái này xuống à, Nhỏ nhỏ lại đi Để vẽ cái cung tròn Cho có đủ cái không gian Để cho anh em Hình dung tất cả Những cái cách vẽ ha Rồi Chúng ta sẽ nhấn ARC Enter Chọn cho nó cái tâm Hồi nãy mình đã chọn cho nó Cái điểm bắt đầu đúng không Thì giờ mình không muốn nữa Mình chọn cho nó thẳng Một cái tâm luôn Là nhập C Ở dưới này có nè Anh em thấy không Enter Rồi Kích cho nó một cái tâm Kích vào cái điểm này đi ha Rồi Sau đó À, nó sẽ hỏi là star boy rồi kết cho nó cái điểm star boy và sau khi mà kết star boy rồi thì anh em muốn vẽ điểm n thì chúng ta chỉ việc là kết vào cái điểm n thôi kết vào cái điểm tiếp theo để nó nhận nó là cái điểm n đấy cái bên này thì rõ ràng hai cái hình này nó chả khác nhau gì hết đó này nó chạy khác nhau gì hết thứ tự vẽ nó ngược lại thôi à, thứ tự vẽ nó ngược lại thôi thì ở đây mình sẽ lấy một cái ví dụ đó rồi xóa nó đi à thôi để nó luôn đi vẽ cái cung tròn đó nhỏ thôi đây mình đang vẽ hơi lớn nè rồi chúng ta sẽ thực hiện lại lại đi C enter nhập c để chọn cho nó cái tâm c sau khi anh em enter rồi chọn cho nó một cái tâm chọn cái này đây rồi điểm bắt đầu à cái phần này và chúng ta sẽ nhập điểm kết thúc cái phần này đó điểm tâm điểm bắt đầu và điểm kết thúc thứ tự nó chỉ ngược lại trên này thôi đúng không rồi sáng nay mình nói luôn những cái cách tiếp theo nè à, cách số 9 là tương tự với cách số 3 đó là vẽ cung tròn có tâm điểm bắt đầu và ghép sâu với cái tâm à, đơn giản thôi ha đây vào này và anh em vào cho mình có thể center à, star và, add, à, và angle này đấy rất là nhiều ha kéo cái bảng này sẽ xuống chốt còn không gian để anh em thực hành ha rồi chúng ta sẽ nhập lệnh A R C thì qua những cái phần sau mình đi nhanh một chút để thao tác nhanh một chút để có thời gian đưa đến những cái à, nội dung trên YouTube mà những anh em khác chưa đề cập đến à, mục đích chính của cái comment mình nó là như vậy rồi chúng ta sẽ nhấn ARC Enter và nhấn chữ C Enter để chọn cho nó một cái tâm Tích vào và nhập cái điểm bắt đầu cấp vào này và anh em muốn nhập nó cấp bao nhiêu thì anh em nhấn chữ a enter. Và sau khi mà anh em nhấn đúng không thì nó sẽ tương tự anh em thấy không? Cái góc là bao nhiêu thì anh em sẽ nhập là 45 độ enter thì nó chả khác nào cái cách trên này cả. Thứ tự nó chỉ khác thôi. À, mình nghĩ là trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách này được và À, trong một số trường hợp thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách này được Thì nó quăng đi quăng lại thôi Rồi ba cái cách dưới này nó tương tự thôi Những cái cách trên thì mình không nói nữa à, Chỉ còn một cách thôi đó là à, Vẽ cái điểm bắt đầu và cái cung tròn à, Mình làm hết luôn ha Cách số 10 Đó là vẽ điểm tâm Điểm bắt đầu và cái chiều dài dây cung Rồi chúng ta copy cái này xuống đi Copy cái này xuống Rồi chúng ta sẽ vẽ cái cách số 10 Đó là A -R c Enter Nhật C để xác định cái điểm tâm kích vào cái điểm tâm và sau đó cái điểm bắt đầu kết vào này và anh em muốn chọn cho nó một cái cung tròn thì anh em nhập chữ L vào là len Enter thì nó sẽ ra cho anh em chiều dài anh em muốn bao nhiêu ở đây mình muốn là 10 à, mình muốn là 10 thì chúng ta sẽ nhập là 10 Enter thì tất nhiên à, nó sẽ ra cái chiều dài của cái dây cung này là 10 ha đây cái đây là chiều dài dây cung thì ở đây mình xin vẽ một cái đường như thế này nè cái đường màu xanh đây nè cái đường màu xanh này là chiều dài của cái dây cung nha anh em còn cái chiều này là cái này được gọi là chiều dài cung để anh em đo chiều dài cung thì chúng ta sẽ thực hiện là nhấn dimension nè và chúng ta sẽ chọn đến cái chó độ đó là chiều dài cung length đây có vào này và chúng ta sẽ đo rồi cái chiều dài này là 10,6 10,6 thì lát mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách vẽ một cái cung tròn mà nó có một cái chiều dài theo ý của anh em luôn Hà, theo ý của anh em luôn, rất là đơn giản Rồi, cái cách vẽ cuối cùng À, cuối cùng này, nó khác một chút nè Mà anh em mình nghĩ là nó cũng khá là hay Mình cắt cái hình này ra đi Để cho anh em mình dùng bóng lớn lên Và, anh em có thể thấy cái này Mình đã vẽ một cái đối tượng là một cái đường line Là cái đối tượng mà chúng ta đã vẽ trước rồi và Sau đó anh em có thúc lệnh line và anh em thực hiện cái chế độ này của cái lệnh ạt thì nó sẽ dựa trên cái điểm kết thúc của cái đường line này và nó sẽ vẽ ra một cái cung tròn tiếp theo dựa trên cái điểm vừa mới kết thúc đây đó anh em hiểu không rồi chúng ta sẽ đi vào cái cách thực hiện luôn nói tóm đi tóm lại là cái cách này là vẽ tiếp theo tiếp nối những cái đoạn thẳng hoặc là cái cung tròn trước đó giả sử trước đó mình vẽ một cái đường thẳng đi giả sử mình vẽ một cái đường line như thế này rồi kết thúc lệnh Chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ này là CONTINUE Chúng ta chỉ việc bằng cách là đưa vào này thôi Chứ chúng ta sẽ không thực hiện lệnh được nha anh em Rồi cái phần này Thì cái điểm bắt đầu vẽ tiếp theo Thì nó sẽ tự động bắt điểm là cái điểm mà anh em vừa mới kết thúc của cái lệnh line này Rồi chúng ta tiếp tục vẽ như thế này rồi giả sử anh em muốn cái cung tròn tiếp theo nó bắt đầu bằng cái điểm này, điểm kết thúc của cái cung tròn vừa rồi anh em vẽ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào vào trong ạt này và chúng ta tích vào continue thì nó sẽ tiếp tục vẽ một cái cung tròn vừa kết thúc của cái cung tròn này. Đó nó rất là hay nó giống như là một cái chế độ bắt điểm vậy. Đó anh em hiểu không? À, khá là đơn giản thôi ha. Cho nên mình đã hướng dẫn cho anh em những cái cách thực hiện của cái lệnh ạt, cái lệnh vẽ cung tròn thì tóm đi tóm lại nó sẽ có 11 cách nhưng mà thật ra nó chỉ có là 8 7 đến 8 cách thôi. Đầu tiên đó là vẽ cung tròn đi qua ba điểm. Thứ hai vẽ cung tròn có điểm đầu, điểm tâm và điểm kết thúc. Thứ ba vẽ cung tròn có điểm bắt đầu, à cái điểm bắt đầu, điểm tâm và một cái góc so với cái góc ở tâm này nè, bao nhiêu độ. Rồi điểm th cách thứ tư là vẽ cung tròn có điểm bắt đầu, điểm tâm và chiều dài dây cung. À, thứ năm là vẽ cung tròn có điểm bắt đầu, điểm kết thúc và kết hợp bởi hai cái điểm này. Thứ sáu là vẽ cung tròn có điểm đầu, điểm kết thúc và một cái hướng tiếp tuyến. Rồi thứ bảy là vẽ cung tròn có điểm đầu, điểm kết thúc và bán kính. Và thứ 8, thứ 9, thứ 10 là nó lặp lại thứ hai thứ ba thứ tư nhưng mà cái thứ tự vẽ nó khác nhau thôi. Rồi và cách 11 là vẽ cung tròn dựa trên những cái điểm, những cái đối tượng mà đã vẽ trước đó. Thì đó là những cái cách mà chúng ta sẽ sử dụng cái cái lệnh arc để vẽ cung tròn. Rồi thì sau đây mình sẽ làm một số ví dụ, một số bài tập để cho anh em hình dung và áp dụng cái lệnh arc vẽ cung tròn vào trong một số cái trường hợp đúng không? Rồi trên màn hình anh em có thể thấy. À trên màn hình anh em có thể thấy đây là một cái hình khá là đơn giản. Anh em phân tích một chút, đọc hình và phân tích đúng không? Nó sẽ có một cái đoạn thẳng là dài là 100 và kết thúc của cái đoạn thẳng dài 100 này đó là nó sẽ tiếp tuyến với cái cung tròn là r35 và trong đó nó sẽ có một cái đường tròn là phi 40 thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào à chúng ta sẽ vẽ như thế nào rồi mình sẽ tiến hành thực hành luôn và sau đó mình sẽ vẽ một số hình trong này để cho anh em nắm ha rồi chúng ta sẽ đi vào thực hành mình sẽ để cái hình phía dưới để cho anh em tiện theo dõi đầu tiên đó là chúng ta sẽ vẽ một cái đoạn thẳng dài 100 đó là chúng chúng ta sẽ vẽ là lệnh like cũng được nghe anh em lệnh like cũng được hoặc là chúng ta sẽ vẽ polyline tại vì là anh em có thể thấy quay lại một chút à cái hình này thì nó sẽ vẽ đầu tiên là một cái đoạn thẳng dài là 100 và sau đó là à, một cái cung tròn có bán kính là R35 thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là polyline để vẽ tại vì cái lệnh polyline nó sẽ vừa vẽ được đồng thẳng mà nó sẽ kết hợp được vẽ với cung tròn luôn, nó rất là nhanh. Thì ở đây mình sẽ thực hiện cái cách đầu tiên là sử dụng từng cái lệnh đơn giản trước và sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh polyline để chúng ta làm ha. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết luôn nè. Chúng ta sẽ nhập lệnh line. Enter và kết vào một điểm và nhập chiều dài là 100. Enter đây nó khá là lớn cái hình này nó khá là lớn rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ cái cung tròn bằng cái cách vẽ đó là điểm đầu nè điểm kết thúc và bản kính à, anh em phân tích cái hình này một chút nha giống mấy nè tiếp tục lại phân tích thì anh em có thể thấy cái hình này nó sẽ cái cung tròn này nó sẽ có điểm bắt đầu và điểm kết thúc và bản kính bán kính là r bạn đúng 35 luôn nè thì uh, chúng ta sẽ nhập cái điểm bắt đầu thì nó rất là dễ rồi đúng không là điểm kết thúc của cái đoạn dài thẳng dài 100 và cái điểm kết thúc thì chúng ta sẽ nhập tọa độ vào à, chúng ta sẽ sử dụng cái cách nhập tọa độ tương đối so với cái điểm bắt đầu nha anh em rồi anh em phân tích một chút cái điểm bắt đầu này chúng ta vừa mới vẽ và cái điểm kết thúc nó sẽ có tọa độ tương đối so với cái điểm đầu là bao nhiêu à so với theo phương x là nó thẳng hàng lên đúng không thì so với theo phương x là không và so đến theo phương y là cùng bằng với cái đường kính của cái hình này luôn à, hình này có cái bán kính là r bằng 35 vậy đường kính sẽ là 70 phải cái điểm n á cái điểm n này nè cái điểm n nó sẽ có tọa độ theo phương x là 0 và theo phương y là bằng với d luôn à, bằng với d và d ở đây là bằng hai lần r là bằng 70 à bằng 70 nha anh em đó, anh em hiểu không? Mình phân tích một chút và sát để mình lập Tại vì tại vì là mình đã nói rồi trong cái video về tọa độ trong AutoCAD á, anh em phải hiểu rõ tọa độ tương đối là gì, tọa độ cực tương đối là gì, tọa độ uh, tương đối, tọa độ tuyệt đối là gì. Anh em phải hiểu rõ thì trên cái màn hình thì mình sẽ để cái link cho anh em về cái video đó. Mình nói rất là kỹ rồi đúng không? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục vẽ. Chúng ta sẽ nhập ARC enter cứ vào cái điểm bắt đầu à điểm bắt đầu khá là đơn giản ha điểm bắt đầu là điểm này cứ vào này và anh em sử dụng cái chỗ độ đó là n chúng ta sẽ nhập chữ e enter rồi cái điểm n này nó sẽ có tọa độ như mình đã nói phân tích rồi tọa độ tương đối để nhập tọa độ tương đối thì anh em phải nhập cho mình chữ m móc phía trước chữ móc phía trước và đầu tiên là tọa độ theo phương x là không anh em phẩy một phát thì nó sẽ qua tọa độ theo phương y phẩy thì nó sẽ chiếu qua phương y rồi chúng ta sẽ nhập là 70 enter thì đây là cái điểm kết thúc à là chúng ta đã có cái điểm kết thúc rồi đúng không và sau đó chúng ta sẽ nhập bán kính để nhập bán kính thì chúng ta sẽ nhập r ER trước để chọn cho nó cái chế độ là nhập bán kính của cái cung tròn r enter và sau đó chúng ta sẽ nhập là r ER bao nhiêu là bán 35 enter đây là chúng ta đã vẽ xong Cái cung tròn à, Nó có điểm bắt đầu Điểm kết thúc Và bán kính là R bằng 35 Đây kết vào Và trong bảng properties Anh em có thể coi luôn Mình khỏi điểm Là nó hiện là radius Là 35 Đó khá là đơn giản thôi Rồi tương tự Chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn Mà nó nằm ở phía bên này nè à, Cái cách vẽ tương tự thôi Mình làm luôn để cho anh em Xem lại để cho Anh em nắm nè Rồi chúng ta sẽ nhấn là A R C Enter kích vào cái điểm này là cái điểm bắt đầu và chúng ta sẽ nhấn E để chọn cái chế độ là Envoy Kích vào này và sau khi mà anh em nhấn chữ E rồi thì chúng ta sẽ nhập cái tọa độ tương đối à, so với cái điểm bắt đầu nhập ship A cầm theo cái trục theo phương X là nó vẫn là không đúng không và theo phương Y là bao nhiêu là bằng với cái đường kính của cái cung tròn này luôn á là bằng 70 Enter đây đây đó anh em thấy không rồi À, sau đó chúng ta sẽ nhấn R để nhập cho nó một cái bán kính của cái cung tròn này. R enter và sau đó, rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn control để cho nó chuyển hướng cái bán kính này qua phía bên kia. À, anh em hiểu không? Nhấn control và chúng ta sẽ nhập cho nó là 35 enter thì nó sẽ ra cái đối tượng này là có bán kính là bằng 35, khá là đơn giản đúng không? Rồi, chúng ta sẽ gõ lệnh like để nói hai cái cung tròn này lại như thế này và sau đó những cái đối tượng tiếp theo khá là đơn giản chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có đường kính là d40 rồi chúng ta sẽ nhấn là ci enter bắt điểm chọn cho nó đúng vào cái tâm của cái cung tròn này cứ vào này để nhập đường kính thì anh em nhấn cho mình chữ d enter và nhập đường kính của nó là bằng 40 enter rồi chúng ta đã quẹt xong copy luôn cho nhanh ha copy qua đây luôn thì rõ ràng À, anh em có thể thấy mình đã vẽ những cái mình đã vẽ cái hình ngoài này bằng những cái đối tượng riêng lẻ thì ở đây mình đã nói rồi chúng ta đã có một cái lệnh là polyline chúng ta sẽ vẽ được cả đường thẳng cả cung tròn rất là nhanh thì ở đây mình xin thực hiện cho anh em luôn nè chúng ta sẽ gọi lệnh là bl đúng không bl cấp vào này rồi chúng ta sẽ cấp vào cái điểm bắt đầu và chúng ta sẽ nhập cho nó cái chiều dài là 100. Enter. Ủa 100 lớn vậy? Ờ, phải không bạn? 100 mà. BL. 100. Enter. Đây. để mà nhập dư một số 0. Và sau đó anh em muốn cái chỗ này là cái cung tròn thì anh em sẽ nhập cho mình chữ A. Enter. Thì nó sẽ ra cái cung tròn cho anh em. cái vào này. Đó. Thì nó là giới thiệu cho anh em cái cách vẽ thôi. À, nó cũng tương tự thôi. Nó không có gì hết thì đây sau khi mà anh em vẽ nó sẽ hiện ra một cái đối tượng này một cái đường liền như thế này rất là đơn giản lúc mà anh em mua anh em chỉ cần một cái một cái đối tượng này thôi à, giả sử anh em muốn vẽ riêng lẻ như thế này mà anh em muốn nó trở thành một cái đối tượng thì anh em phải nối nó lại à, những cái lệ này mình sẽ nói phía sau cho anh em để cho anh em hình dung nhé rồi cái này là cái ví dụ đầu tiên à, khá là đơn giản rồi mình sẽ chọn một số hình để vẽ cho anh em để cho anh em hình dung nè hình nào ta rồi hình đầu tiên đây đây đầu tiên như thế này đi rồi anh em cùng đọc và phân tích với mình cái hình này vẫn là cái câu chuyện là cái nào vẽ trước cái nào vẽ sau đúng không Rồi cái hình này khá là nhìn khá là đơn giản nhưng mà vẽ nó hơi rắc rối một chút nha anh em một chút thôi Thì ở đây chúng ta có một cái cung tròn có bán kính là R bằng 40 Rồi sau đó nó sẽ có một cái đoạn thẳng là L bằng 40 Và phía trong là nó sẽ có một cái đường tròn có bán kính là R bằng 20 À đường tròn và cái cung tròn nha anh em đây đường tròn là nó sẽ liên mạch như thế này tròn vo à, và cái cung tròn là nó sẽ bị mất cái nửa trên này là chúng ta sẽ gọi là cái cung tròn và phía trên này nó sẽ có một cái cung tròn nó có bán kính là r bằng 40 và cái điểm bắt đầu của nó là dựa trên một cái điểm trên cái đoạn thẳng và à, cái điểm kết thúc của một cái cung tròn là r bằng 40 như vậy chúng ta sẽ vẽ như thế nào chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn có bán kính là r bằng 40 trước và sau đó anh em đã vẽ xong rồi Anh em đã xác định được cái tâm của cái đường tròn này Cái cung tròn này rồi Sau đó chúng ta sẽ vẽ lần luật là cái đồng thẳng dài 40 Và một cái đường tròn R bằng 20 Và cái R bằng 80 này chúng ta sẽ vẽ sau cùng à, Tại vì chúng ta đã có cái điểm này Và có cái điểm này Và đã có cái bán kính rồi Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ đó là vẽ cái cung tròn Có điểm bắt đầu, điểm kết thúc và bán kính Như vậy nha anh em Rồi chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái này luôn rồi chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái hình này Đầu tiên là anh em sẽ vẽ cho mình một cái cung tròn Có bán kính là bằng R bằng 40 trước à, Trước khi vẽ thì anh em vẽ cho mình một cái đường thẳng như thế này Để làm sao cho các điểm à, lúc mà chúng ta vẽ của cái cung tròn này nó đồng phẳng Tại vì là lúc mà chúng ta thực hiện lên á Thì nó sẽ không bắt điểm vuông góc Sẽ vẽ song song được nha anh em đó cái đó là mình xin nói thêm và sau khi mà chúng ta vẽ xong thì chúng ta xóa cái đường này thôi rồi chúng ta vào art và chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ đó là uh, star center và end để chúng ta vẽ cái cung tròn này chúng ta sẽ nhấn là arc enter à, uh, vào cái điểm bắt đầu sau khi mà anh em kích vào cái điểm bắt đầu rồi anh em nhấn chữ c để chọn center enter và uh, chúng ta sẽ nhập cho mình đúng vào cái bán kính của cái cung tròn này luôn 40 Enter. Sau đó chúng ta kích vào cái điểm trên cái đồng thẳng này à, để nó kết thúc lệnh. Thì cái này là chúng ta đã vẽ xong cái cung tròn có bán kính là R40 và sau đó chúng ta xóa cái này đi. Thì nó rất là nhanh đúng không? Rồi, mình xin thực hiện lại lại. Chúng ta sẽ nhấn là ARC Enter. Kích vào cái điểm đầu. Nhấn C để chọn cho nó cái tâm. Enter. Và sau khi mà chúng ta nhấn rồi, chúng ta đưa cái con chuột á, à, đưa cái con chuột này nè, dựa trên cái đường thẳng để nó bắt điểm này rồi sau đó chúng ta sẽ nhập đường kính của cái cung tròn này vô chúng ta sẽ nhập là 40 enter và chúng ta chỉ việc là à, kích cái điểm tiếp theo cũng là trên cái đường cũng là trên cái đường thẳng này luôn enter thì nó sẽ tạo ra như thế này đó rồi chúng ta xóa hai này đi à, rồi chỉ giữ lại một cái hình này thôi tiếp tục à, chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có bán kính là r 20 cy Enter Bắt điểm đúng vào cái tâm này Cấp vào Và chúng ta sẽ nhập là thẳng là 20 Enter Vì nó là nhập là bằng bán kính mà à, Chứ phải là đường kính đúng không Rồi sau đó chúng ta sẽ nhập là Vẽ một cái đường line có chiều dài là 40 L Enter Bắt điểm vào cái tâm của cái hình tròn này Cấp vào này Và đưa theo cái hướng mà anh em muốn vẽ Hướng đi lên Chúng ta sẽ nhập là bằng 40 Enter thì đây là chúng ta đã vẽ được cái đường thẳng 40 và cái công việc cuối cùng đó là chúng ta sẽ vẽ cái cung tròn có cái bán kính là R bằng 80 à, cái cung tròn này có cái có cái gì đặc biệt hay không anh em đó là nó sẽ có điểm bắt đầu nè điểm kết thúc và bán kính của cái cung tròn này đó là chúng ta sẽ sử dụng cái chó độ đó là star em và radius rồi chúng ta sẽ thực hiện là ARC enter kích vào điểm bắt đầu kích vào này và à, nhấn E để chọn cái điểm kết thúc Enter kết vào này và sau khi mà anh em nhấn rồi đúng không chúng ta sẽ nhấn R để chọn cho nó cái bán kính Enter và R bằng bao nhiêu R bằng 80 thì chúng ta chỉ việc là nhập bằng 80 rồi thôi thì đó mình đã vẽ xong cái hình này và cái hình phía bên này thì cũng tương tự đúng không anh em sẽ bi R ra cho nhanh khỏi cái uh, vẽ chỉ cho nó mất không Enter thì sau này đó chúng ta đã vẽ xong cái hình này rồi thì sau khi mà anh em vẽ xong thì chúng ta sẽ có một cái nhận xét gì cái hình này khá là đơn giản đúng không ban đầu thì anh em có thể vẽ cái đường này là một cái đường tròn full luôn à, một cái đường tròn full luôn giả sử ở đây chúng ta sẽ vẽ cái cách mà chúng ta sẽ vẽ cái cung đường tròn đúng không C à, cấp vào cái điểm này để nó bắt điểm thôi rồi cứ cho nó một cái tầm và bán kính là bao nhiêu 40 thì chúng ta sẽ nhập thẳng là 40 Enter. thì nó sẽ ra cái hình này rất là nhanh đúng không? Rồi sau đó à, chúng ta sẽ tiếp tục vẽ những cái thao tác tiếp theo nó giống như là cái lệnh kia thôi. Này, bàn bao nhiêu? 20. Enter, vẽ một cái đường một cái đường line lên phía bên này là bằng bao nhiêu? Là bằng 40. À 40. Enter thì nó sẽ lên như thế này. Và sau đó anh em sẽ bắt đầu vẽ, chúng ta sẽ vẽ là ARC Enter, và vào điểm bắt đầu nhập E để chọn cái điểm kết thúc enter cúp vào cái điểm này đúng không cúp vào này và nhập cho nó một cái bán kính là r enter và bằng 80 enter và sau đó anh em sẽ mirror nó ra Tức là mirror những cái lệnh này mình sẽ làm sau nha anh em cúp vào này và sau đó anh em sẽ trim bỏ đi những cái phần thừa à, trim chúng ta sẽ trim đó đó thì nó sẽ ra cái hình này thì nó cũng đâu đó nó rất là đơn giản nó không có gì hết à, đó thì mình đã thực hiện cho anh em hai cái ví dụ rồi thì cô thử có những cái ví dụ nào khác nữa hay không rồi mình sáng nay mình xin làm cái hình này luôn ha những cái hình nó rất là đơn giản à, vẽ ho lá thôi rất là đơn giản rồi chúng ta sẽ phân tích cái hình này một chút thử nó có cái gì đầu tiên phía ngoài cùng nó sẽ có một cái hình vuông một cái hình rét tăng á là cạnh là 100 nhân 100 và sau đó tiếp tục nó sẽ có những cái đường kính nó sẽ có những cái đường tròn à, nó sẽ không ghi ký hiệu gì hết nó sẽ không ghi kích thước của cái đường tròn cái cung tròn này là bao nhiêu chúng ta sẽ tự vẽ những cái đường cong như này những cái đường những cái cung tròn này nè nó sẽ không ghi gì hết thì anh em có thể thấy à cái cung tròn này nó sẽ có điểm đầu nè à nó sẽ có điểm đầu điểm kết thúc và tâm là nó sẽ nằm trên cái hình vuông này luôn à, anh cái hình vuông cạnh 100 x 100 luôn cái hình này có rất nhiều cách vẽ nha anh em cách đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ điểm bắt đầu tâm và điểm kết thúc đó như vậy thôi và cái đường tròn ở phía trong này chúng ta sẽ vẽ bằng cách là vẽ đường tròn tiếp xúc với ba đối tượng rồi chúng ta sẽ tiến hành vẽ luôn những cái hình khá là đơn giản ha khá là đơn giản rồi chúng ta sẽ nhập lệnh là rác tan enter kích vào một điểm và sau đó chúng ta sẽ nhấn A cộng để nhập cái tọa độ tương đối vào so với cái điểm mà chúng ta vừa mới vẽ. Ở đây có cạnh là 100 x 100 theo phương x theo phương y đều là 100 hết đúng không? 100 phải 100 enter thì đây nó đã ra một cái hình này rồi. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái cung tròn nó sẽ có điểm bắt đầu, tâm và điểm kết thúc. A R C cúp vào này, cấp vào cái điểm bắt đầu nhập C để chọn cho nó một cái tâm, enter, cấp vào này và điểm kết thúc bằng này luôn. Đó, tương tự những cái điểm phía dưới, C Enter, kích vào à kích vào cái điểm bắt đầu. Nhập C, enter cho nó cái tâm và điểm kết thúc là điểm trên này. Anh em nhấn Ctrl để nó đi ngược lại, cấp vào này. Đó, rồi hai cái bên này tương tự, chúng ta sẽ nhấn là mirror cho nhanh. Thôi đâu mà vẽ đúng không? enter xong rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn có tâm là nằm giữa của cái hình này và nó sẽ tiếp xúc với ba đối tượng ở trên này nó sẽ có bốn đối tượng nhưng mà anh em chọn cho nó ba đối tượng thì nó sẽ tự động ra cái bán kính cho anh em luôn rồi chúng ta sẽ vào uh, circle đây tăng 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 cấp vào này và uh, cấp vào ba đối tượng một đối tượng hai đối tượng ba đối tượng thì nó sẽ ra cho anh em Thì hai cái này khá là đơn giản Thì thật ra lấy cái ví dụ về cái cung tròn Chúng ta sử dụng rất là hiếm khi mà chúng ta vẽ à, Vì thế à, sau đây mình sẽ đưa ra một số cái lưu ý cho anh em nè Rồi trong lúc mà anh em vẽ cái lệnh Art này Thì anh em phải xác định được ba yếu tố Ví dụ ở đây chẳng hạn điểm bắt đầu, tâm và điểm kết thúc thì lúc mà anh em vẽ anh em phải tư duy và phân tích cái hình một chút thì nó cản trở cho anh em rất là nhiều đúng không anh em đã phân tích mà anh em chưa hiểu thì làm sao mà anh em vẽ được thì thông thường trong bản vẽ chúng ta nên sử dụng cái lệnh circle để vẽ ra những cái đường tròn nó full như thế này đi và sau đó anh em giả sử anh em muốn cắt trim như thế này như hồi nãy mà làm ví dụ trên này rồi anh em có thể à, cắt bỏ đi những cái phần thừa à, cắt bỏ đi những cái phần thừa thì trong AutoCAD nó sẽ có cái lệnh đó là trim hoặc là lệnh break là lệnh để cắt bỏ thì anh em nên sử dụng cái lệnh circle để anh em vẽ và sau đó anh em cắt vẽ cắt trim nó rất là nhanh nó rất là linh hoạt thì giả sử ở đây à, như hôm trước mình đã vẽ như thế này thì rõ ràng đa số anh em sẽ vẽ ra những cái đường tròn à, nó tạm như thế này thôi à, nó tạm như thế này và sau đó chúng ta trim nó nhanh hơn rất là nhiều nó cũng rất là phong phú đúng không nó có rất là nhiều cách vẽ này đường tròn đi qua hai điểm ba điểm tiếp xúc với hai điểm à, tiếp xúc với hai đối tượng và có bán kính thì cái đó là mình xin nói thêm với anh em thì ngoài ra còn một số cái ví dụ nữa đây rất là nhiều ha toàn là hoa lá gì không rất là nhiều thì anh em nên tập vẽ những cái đối tượng này đi những cái bài tập đơn giản này và sau này mình sẽ có một số cái bài tập nâng cao lên thực tế lên cho anh em để cho anh em vẽ ha rồi sáng nay mình sẽ nói một cái hồi nãy mình đã đưa cập tới đó là vẽ một cái cung tròn có một cái chiều dài nhất định à, chiều dài của cái cung tròn này tại vì hồi nãy mình đã vẽ ra một cái cung tròn và nó có chiều dài dây cung là cho trước là ví dụ là 10 thì chúng ta vẽ đúng không Giờ, giả sử anh em muốn vẽ chiều dài cung luôn thì sao thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào thì giả sử ở đây À, anh em muốn vẽ một cái chiều dài của một cái cung là 10 chứ không phải là 10,16 nữa thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây, lái thẳng ví dụ này luôn ta sẽ copy cái này ra đi và xóa cái này đi ha rồi, chúng ta giả sử anh em đã có một cái đối tượng này rồi thì uh, chúng ta sẽ sử dụng một cái lền để anh em hiệu chỉnh cái chiều dài của cái cung này ra làm sao cho đúng 10,16 luôn thì ở đây uh, chúng ta sẽ chỉnh cái này một chút để cho nó cái đêm nó sẽ nhảy theo cái đoạn thẳng mà anh em vẽ phải... đây mày cái điều đây một cái bước nhỏ thôi đúng không cấp vào này đi thì giả sử anh em cấp vào này thì nó có nhảy theo không à nó chưa nhảy thì chúng ta phải đêm lại một cái mới rồi chúng ta sẽ copy cái này đi và chúng ta sẽ đêm cái cung tròn này ra chúng ta sẽ sử dụng đó là À, uh, đêm à đây cấp vào này đây đây, đây thì nó sẽ nhảy theo thì anh em muốn cái cung tròn này là đúng là bằng 10 luôn thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là len ten chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là len ten len ten đây chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh này thì đầu tiên anh em phải vẽ ra một cái cung tròn có một cái chiều dài bất kỳ nha ở đây mình uh, lượt bỏ đi rồi ha rồi chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là len ten cấp vào này và sau khi mà anh em cấp vào rồi ở dưới này có rất nhiều sự lựa chọn thì chúng ta sẽ chọn cái chế độ là total À, anh em nhấn chữ T cho mình. Còn chi tiết như thế nào thì đến cái lệnh này mình sẽ giải thích cho anh em. Enter. Và anh em muốn cái cung tròn này có chiều dài là 10 m 10 ml thì chúng ta sẽ nhập là 10. Và sau đó chúng ta sẽ chọn ấp chắc là Enter. Thì nó sẽ ra cho anh em cái nhảy về cái cung tròn này có chiều dài đúng là bằng 10 ml cho anh em luôn ha. Rồi, giả sử ở đây chúng ta làm lại, chúng ta sẽ vẽ một cái đường la một cái đường à, bất kỳ đi. Cấp vào này, cấp vào này, cứ vào, vào này. cấp vào này và chúng ta sẽ đêm chúng ta sẽ đem cái cung tròn này ra bao nhiêu 14.41 mình không muốn 14.41 nữa và mình muốn nó là 20 thì chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là lengthen nhấn T enter nhập 20 enter và chọn object enter thì nó sẽ nhảy cái cung tròn này lên 20 cho anh em đó nó rất là hay thì mình đã giới thiệu cho anh em một cái tiếp đúng không vẽ một cái cung tròn có cái chiều dài bất kỳ thì đúng ra trong cái video này mình sẽ trả lời một số câu hỏi thắc mắc của anh em nhưng mà à, thời gian của cái thời lượng của video này khá là dài rồi à, mình sẽ tổng hợp lại trong những cái video sau và phần lớn là à, những cái nội dung này ít có anh em đặt câu hỏi quá à, anh em ít sử dụng cái lệnh này hay sao mà ít thấy đặt câu hỏi vá nên mình sẽ không có cái mục đó là giải đáp thắc mắc của anh em rồi thì cái đó là mình xin kết thúc cái lệnh à, để vẽ cái cung tròn. Thì anh em có những cái thắc mắc nào thì có thể comment phía bên dưới mình sẽ giải đáp với anh em. À, và anh em có thể nêu ra cái ý kiến của mình là có nên sử dụng cái lệnh ạt này để vẽ cái cung tròn hay không Hay là anh em sẽ sử dụng cái lệnh circle để anh em vẽ và sau đó anh em cắt bỏ những đi những cái phần không cần thiết để nó tạo ra một cái cung tròn thì anh em có thể comment ý kiến của mình phía dưới thì nếu anh em thấy hay thì hãy cho mình một like subscribe và share video này đến tất cả những anh em khác là động lực rất là lớn để mình ra những cái video tiếp theo thì mình đã ra khá là nhiều video rồi thì cũng giúp ích được một số anh em trong cái việc đó là học ở phần mềm autocad thì nhiều, uh, mình đã nhận lại một số phản hồi rất là tích cực cũng rất là vui mừng thì anh em cứ tiếp tục ủng hộ mình để mình ra những cái video tiếp theo Ok, mình là Đại nghe và cái for you